rất kính trọng đức. Nhưng mà sự kiện đã thì không có chứng gì để cho biết là ngoại đạo dù không đức. Nên sẽ nói đi với tâm trạng không được thoải mái. Một ngày kia vua đã trông đến tôn giả Ananda và mới có một cái cuộc gỡ với vị. Trong cái bài kinh này, bài kinh Vahitika số 8, là vua mới hỏi tôn giả Ananda về sở hành của Đức Thế Tôn. Ngài có làm những cái sự khẩu ác hạnh, thân ngã hạnh, khẩu ác ý hạnh mà các bậc sa môn và la môn có trí huệ trạch hay không? Và tôn giả Ananda đã trả lời cho vua, phí cho vua rất là quan hỷ. Và mọi việc được sáng tỏ. Sau đó vua đã ngồi ở đây. Đức vua không hỏi ai khác mà hỏi tôn giả Ananda, vì tôn giả Ananda là một thị giả của Đức Phật, lại là một người có trí tuệ. Đức vua nói rằng khi người ngu si thiếu kinh nghiệm, họ tán tháo hay phỉ báng người khác mà không có chứng nghiệm, không suy xét, thì trẫm không tin vào ấy xem và không như là lỗi cây. Nhưng đối với người có trí tuệ, có kinh nghiệm, người ấy tán hay phỉ báng người khác thì chúng tôi y cứ vậy và xem đó như là một lỗi cây. Bởi vì tôn giả Ananda khi mà ngài đã giải thích cho vua nghe, vua rất quan hệ. Bài tiết có một duyên sự rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ được nghe kể tận tường do Thượng tọa Giải Đẳng Vị Hãn Sư hôm nay sẽ trình bày và giải thích luôn về cái ý nghĩa của bài kinh. Bây giờ thì xin mời sư phụ Khi Ma đọc cho. Chánh văn của bài học chánh kinh, sau đó xin cung tỉnh Thượng tọa Giải Đẳng thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học này. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Hôm nay thứ hai, 30 tháng 3 năm 2020, Phật lịch 2563. Giáo trình mời mà dạ cho quả thích châu diệt ba hê thi ca và dư thi ca su ta sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Kinh Bahitika, Bahikita Sutta. Bahikita là tấm vải gửi đến tự sử Magadha như một tặng phẩm giữa các vị vua. Tên kinh lấy từ một chi tiết trong nội dung là tấm vải được vua
Vassana đi cúng dường tôn giả Ananda. Kinh này ghi lại cuộc đàm luận giữa vua Vassanada Nadi do thị giả Đức Phật giữa lúc sự cố một kiều nữ tên là Sandari bị đạo dùng để vu cáo Đức Phật bằng cách cho người này thường xuyên lui tới kỳ viên tịnh xá một thời gian rồi dứt đi và sau đó đem chôn xác. Vua Vassanadi ra lệnh điều tra sự việc. Cuối cùng mọi thứ được đưa ra ánh sáng. Trong cuộc đàm luận, nhà vua đã hỏi về sở hành của Đức Phật. Những gì được tôn giả Ananda trả lời khiến nhà vua thỏa mãn. Chính ba cuộc gặp giữa đường. Tôi nghe như vậy một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại tỉnh xá ông Ananda đọc. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn con trở về tôn giả, đi đến lâu đài Uparama Vigaramatu, đông viên lộc mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ vua Vassanadi nước Kosala cưỡi trên con voi Akabodharika và đi ra khỏi thành Savatthi trong buổi sáng sớm. Vua Vassanadi nước Kosala thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vị đại thần Siddhartha, vị tôn giả ấy: này Siddhartha, có phải là Ananda không? Thưa phải, tâu đại vương, tôn giả ấy là Ananda. Rồi vua Vassanadi nước Kosala nói với một người khác: này người kia, hãy đi đến tôn giả Ananda. Này người kia, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda rồi thưa sao? Thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda không có công việc, tôn giả mong tôn giả hãy lòng từ chờ đợi một lát. Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp: vua Vassanadi sứ Kosala đi đến tôn giả Ananda, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi đứng một bên, người ấy thưa với tôn giả Ananda: thưa tôn giả, vua Vassanadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và thưa như sau: thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda có công việc gì phải làm gấp, thưa tôn giả mong đã hãy vì lòng từ chờ đợi một lát. Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đi đến bờ sông Asivati, sau khi đến liền ngồi xuống trong chỗ đã soạn sẵn dưới gốc cây. Vua Vassanadi nước Kosala cởi voi đến chỗ nào có thể đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ tôn giả Ananda. Sau khi đảnh lễ tôn giả Ananda rồi đứng một bên, vua Vassanadi nước Kosala thưa với tôn giả Ananda: thưa tôn giả, ở đây mong tôn giả Ananda ngồi trên thảm ngựa. Thôi vừa rồi, đại vương hãy ngồi, tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi. 934 câu hỏi về sở hành của Đức Phật. Vua Vassanadi nước Kosala ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua
Vasana đi, Đức Kusala thưa với Tôn giả Ananda, thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa môn, Bà La môn truy quở trách? Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa môn, Bà La môn có trí quở trách. Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các khẩu hành, không làm các ý hành mà các bậc Sa môn, Bà La môn có ý quở trách? Thưa Đại vương, Tôn giả không làm các khẩu hành, ý hành mà các bậc Sa môn, Bà La môn có ý quở trách. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả, thật hi hữu thay, thưa Tôn giả. Thưa Tôn giả, điều mà tôi không thể nói lên một cách đầy đủ trong câu hỏi đã được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu si thiếu kinh nghiệm tán thán hay quỷ báng những người khác mà không có chứng nghiệm và suy xét thì chúng tôi không y cứ vào đó và xem như là lỗi cây. Thưa Tôn giả, khi người trí kinh nghiệm tán thán hay quỷ báng những người khác có chứng nghiệm và suy xét thì chúng tôi y cứ vào đấy và xem như là lỗi cây. Thưa Tôn giả Ananda, thế nào hành mà các vị Sa môn, Bà La môn có trí quở trách? Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì bất thiện? Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện? Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có tội? Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại? Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có hại? Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có chỗ khổ báo? Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo? Thưa Đại vương, làm thân hành gì đưa đến tự tại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Từ nơi thân hành ấy, các thiện tăng, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Đại vương, thân hành như vậy bị các Sa môn, Bà La môn có trí quở trách. Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành, thế nào là ý hành bị các Sa môn, Bà La môn có trí quở trách? Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện? Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội? Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành, thế nào là ý hành bị các Sa môn, Bà La môn có trí quở trách? Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện? Thưa Đại vương, phạm ý hành gì có tội? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội? Thưa Đại vương, phạm ý hành có hại? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? Thưa Đại vương, phạm ý hành nào có khổ báo? Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị các Sa môn, Bà La môn có ý quở trách. Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự đoạn trừ tất cả bất thiện pháp? Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành không bị các Sa môn, Bà La môn có trí quở trách? Thưa Đại vương, bất cứ thiện hành nào? Thưa Tôn giả, thế nào là thiện hành?
là thiện thân hành. Thưa đại vương, phạm thân hành nào không tội? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành tội? Thưa đại vương, phạm hành nào không có hại? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành không có hại? Thưa đại vương, phạm thân hành nào có lợi, có lạc báo? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc? Thưa đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến tự tại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai? Từ nơi thân hành ấy, các vấn thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, thân hành như vậy không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thưa tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành, thế nào là ý hành không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách? Thưa đại vương, bất cứ thiện hành, bất cứ thiện ý hành nào. Thưa tôn giả, thế nào là thiện ý hành, thế nào là thiện ý hành? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không tội? Thưa đại vương, thế nào là ý hành không có tội? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không có hại? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành không có hại? Thưa đại vương, ý phàm ý hành nào có lạc báo? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại hai? Từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, ý hành như vậy không bị các sa môn, bà la môn có quở trách. Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự thành tựu tất cả thiện pháp? Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 9:35 và tích thật vi diệu gia thai. Thưa tôn giả, thật hy hữu thai. Thưa tôn giả, thật khéo nói thai việc này. Thưa tôn giả, do tôn giả Ananda ứng cầu. Thưa tôn giả, được hoan hỷ và thỏa mãn những lời khéo nói của tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, thưa tôn giả, với những lời khéo nói của tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báo cho tôn giả Ananda. Nếu tôn giả Ananda được phép nhận con voi bảy, chúng tôi vui lòng tặng con ngựa báo cho tôn giả Ananda. Nếu tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa báo, chúng tôi vui lòng tặng cho một làng tứ, một làng ân tư tôn giả Ananda. Nếu tôn giả Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa tôn giả, chúng tôi được biết như sau, việc này tôn giả Ananda không được phép. Thưa tôn giả, có cuộn vải ngoại quá này được găng vào trong một cán dù do vua Ajatasattu, con bà Venehi nước Magadha, gửi cho tôi. Dài 16 tay, rộng 8 khuỷu tay. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda vì lòng từ bi nạp thỏ cho. Thôi vừa rồi đã, tôi đã đủ ba y. Thưa tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả tôn giả và tôi đã thấy khúc sông Arivati chảy mạnh tràn qua hai bờ như thế nào? Cũng vậy, thưa tôn giả Ananda có thể làm cho mình ba y từ nơi tấm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, tôn giả Ananda có thể đem phân phát cho các đồng phạm hạnh. Như vậy, sự bố thí này của chúng tôi được trôi chảy như nước lan tràn qua bờ. Thưa tôn giả, mong tôn giả nhận cho tấm vải ngoại hóa này. Rồi tôn giả Ananda nhận tấm vải ngoại hóa. Rồi vua Basanada nước Kosala thưa với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm gì đại vương nghĩ là hợp thời? Rồi vua Basanadi nước Kosala hoan hỷ tín thọ. Tôn giả Ananda dạy từ chỗ ngồi đứng dậy, thân hữu hướng về ngài rồi ra đi.
Ba sau lời khai của Đức Phật, tôn giả Ananda sau khi vua Vasanadi nước Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau kính đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Vasanadi nước Kosala, rồi tấm vải ngoại hóa lên Thế Tôn. Thế Tôn nói với các tỳ kheo thận hạnh phúc thai cho vua Vasanada nước Kosala, thợ tốt đẹp thai cho vua Vasanadi nước Kosala. Vua đã được ý kiến tôn giả Ananda và được cúng dường. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời thề Thế Tôn. Thưa bài chánh đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha. Kính thưa lạy thượng tọa Tuệ Siêu, nghe lạy chư công đức chúng ta tất cả quý vị. Thưa quý vị, đôi khi cái đặt tên của các bài kinh có một số lý do rất là quen thuộc, như là nhân danh, tức là tên của người, địa danh, tên của cái nơi chúng, hoặc là tên của cái pháp, đề cập đến như kinh ái sanh của chúng ta. Bởi cái này thì có cái tên cũng tương đối là hiếm, đó là lấy tên một cái loại vải đặt cho nội dung của bài kinh. Và cũng là điểm thú vị là cái vải này có thời Đức Phật còn tại thế, và ở trong kinh điển thì đọc hơi dài một chút là Bahitika. Ngày nay ở tại Ấn Độ người ta không còn gọi là Bahitika, họ đọc tắt là Batik. Batik, quý vị nào mà có dịp sang Ấn Độ và Batik. Nhưng mà giải bài Batik thì ngày nay không có được ưa chuộng ở tại Ấn Độ, mà thay vào đó thì hai cái nơi mà chúng ta đã thấy, ba nơi mà rất được ưa chuộng, đó là ở Indonesia, ở Malaysia và Philippines. Chúng tôi thực sự là không có rõ, tại vì hồi còn nhỏ không biết, nhưng mà hồi nhỏ đã nghe mẹ có nhắc đến những bài Batik, nhưng mà chúng tôi không biết là bài Batik ở Việt Nam có thịnh hành hay không. Nhưng mà sau lớn lên đi qua bên Indonesia và Mã Lai thì người ta rất là đặc biệt ưa chuộng này, ưa chuộng vải này. Thứ nhất là vải này là toàn 100% là cotton, cotton tức là cotton. Vải cotton này tương đối mỏng, nó rất là mát, thưa quý vị, rất là mát. Và nếu quý vị nào mà ở vùng biển như Indonesia và Mã Lai thì hiểu rằng cái loại vải này nó có đặc biệt, nó có nhiều điểm đặc biệt, đúng là ban ngày trời nắng thì bên mặt nó khô nực, nó rút mồ hôi, và ban đêm mà vùng biển mà trời gió lạnh thì cái vải này tương đối ấm. Và một cái đặc điểm khác mà của vải batik là nó không có hôi, nó không có mùi hôi. Nếu ta dùng cái loại vải polyester, giờ vì nào ở xứ nhiệt đới như là điền đậu đà
Chúng tôi đi đầu đời bên Thái Lan rất là tiện dùng vải polyester, đầy bộ vải polyester. Nó cộng với cái mồ hôi của mình đâu giặt thường đâu. Hai ba ngày hay là có khi đã tuần lễ mới giặt. Thì nó có cái mùi, mồ hôi thứ vị. Nhưng mà vải khách, vải ba tích thì đặc biệt nó không có hôi đó. Có khi điều đà cả tuần lễ và cái vải trái nó cũng không có hôi. Và cái loại vải ba tích này á, nó không thể nhuộm bằng cái nhuộm bằng hóa chất được, phải nhuộm bằng bằng thiên nhiên, tức là cái thuốc nhuộm là phải từ nó chiết từ cây rễ thiên nhiên, và rằng nó không có bao giờ nó dị ứng với cái da của mình. Nó chỉ có vấn đề là cái vải ba tích nó hơi nhăn một chút, dạ nó hơi nhăn, rồi mặt phải bút thường, nhưng mà đại khái là nó là loại vải mặt thoải mái. Thì thời Phật còn tại thế, và có thể các xưa nữa, thì loại vải này đã được người Ấn Độ họ tìm ra. Và họ tìm ra bằng cái khu thông khóa tình. Và do vậy nó trở nên rất là phổ thông. Và trong câu chuyện này thì có một lần vua xứ Ma Kiệt Đà đã gửi tặng cho vua xứ Cô Xá Lá. Cô Xá Lá, Cô Xá Lá là vua Ba Nhạc ở đây, cái xứ Ma Kỳ Đà, Ma Cá Thá và Cô Xá Lá, hai cái vương quốc lớn nhất ở trong cái lưu vực thời Đức Phật còn tại thế. Thì thực sự là giữa vua Bimbisara và vua Ma Kỳ Đà có cái giao tình rất là đặc biệt. Thật ra thì họ cũng có cái thông gia với nhau. Dạ, họ có thông gia nhau, nhưng mà khi mà vua A Xà Thế, con của vua Bình Sa Vương, mà giết vua Bình Sa Vương rồi lên sóng ngôi, thì lúc đó là khoảng 7 năm trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nếu vì vua A Xà Thế sau khi lên ngôi rồi đó, một ở trong những việc mà nhà vua muốn làm sau để có được cái sự thừa nhận và kết nối mật thiết với vua Sư Cô Xá Lá, tại vì hai cường quốc, Hàn Quốc ở kế bên nhau, và vua A Xà Thế ngại là cái việc mà cái việc sẽ làm đến Ba Tư Đạt. Vì nhiên Ba Tư Đạt rất là thương vua Bình Vương, cái giao tình rất là nặng. Vua Ba Tư Đạt thì đồng tuổi với Đức Phật, bằng tuổi Đức Phật, nhưng mà vua Bình Sa Vương thì nhỏ tuổi hơn Đức Phật. Nhưng mà hai bên rất là thân với nhau. Thì vua Xà Thế muốn làm một việc, đó là làm một cái bảo cái. Bảo cái thì chúng ta gọi là cái lọng đó. Ở trong cái văn hóa Ấn Độ, thưa quý vị, cái lọng mới là cái chỉ cho vương quyền. Mình ngồi và có lọng che. Bây giờ quý vị hay thấy Chư Tăng bên Bắc Tông ở Việt Nam mà đi làm lễ, vô ra làm lễ, người ta hay đem cái lọng đến họ che. Thì thật ra có nhiều người họ che mà họ không biết đó là cái nghi lễ mà ngày xưa được sử dụng để nói lên cái sự cao sang. Và nếu vị nào mà về các quốc gia Phật giáo như Thái Lan á, hay là Miến Điện, thì ở trên mỗi cái bàn Phật đều có cái bảo cái được treo lên. Và trong cái lễ khánh thành hay là an vị Phật, là điều quan trọng nhất là cái vị khách, thường là vị vua hay là tỉnh trưởng hay là những quan khách quan trọng đến, là bị kéo cái bảo cái lên. Dạ, yeah, cái bảo cái tượng trưng cho quý vị. Và vua A Dục là vị vua đầu tiên mà làm cái bảo cái ở trên pháp của Đức Phật, để chỉ cho Đức Phật là vị vua của các vị vua hay đứng pháp vương. Và vua A Xà Thế là một việc rất là tế nhị, là một cái bảo cát với cái thủ công rất đẹp ở trên đó, chạm gỗ cái cán cũng giống như là đính vào rất là nhiều cái ngọc ở trong cái bảo cái đó. Và nhà vua đặt cái bảo cái ở trong cái hộp gỗ rất là đẹp. Nhưng mà thay vì nhà vua chêm bằng những loại như là bông gòn hay là chêm bằng cái gì đó, thì nhà vua đặc biệt là dùng một cái miếng vải ba tích
rất rất nghĩa là rất là rất đắt đi, nhờ rất là ưa chuộng nhà vua để ở trong khi cái hộp đựng đất để chêm chêm cái dục, vì chêm dục thì mới vậy thích đó, nó vừa có cái mục đích là để cho cái bảo khái không bị hư, để cho cái lòng không bị hư, và đồng thời để cho thấy sự cao sang, sự cao sang, ngay cả cái miếng lót nó cũng cao sang như vậy. Thì vua Ba Tư Đạt nhận bảo cái, nhà vua hiểu rằng đây là một cái đây là cái tấm lòng vua sở thế rất là trọng vọng mình, và nhà vua cũng lưu ý, cũng để ý khi mở hộp ra để ý cái tấm vải dưới, tấm vải vải pha tích rất là đẹp, mà thật ra cái vải giờ trên nhà vua thì riêng nó đắt tiền và bằng một cái loại cotton rất là, chúng tôi cũng biết ở Việt Nam bây giờ họ gọi là cotton hay là cotton, cotton là bông vải chứ, thì biết đó là một loại rất là đặc biệt. Thì do đó cái tên của bài kinh này là tên về cái khúc vải ba tích, nó là vải ba tích, chúng tôi phải để như vậy tại vì thật ra đôi khi quý vị từng đọc kinh quý vị sẽ không có hiểu là tại sao mà cái tên kinh đặt nó không có liên quan gì tới câu chuyện gì, và cũng có cái vui là không biết là vị nào dịch bài kinh này mà dịch là khúc vải ngoại quá, quê bèn quá thì ở trong Việt Nam chúng ta thì có lẽ là Hà Nội với Hà Ngoại, tức là Hà Nội quá Hà Ngoại, tức là, nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng dịch như vậy là thỏa đáng, bởi vì ở trong chữ vải ba tích nó không có nghĩa gì là ngoại quá trong đó hết, và có lẽ là xứ nào cũng sản xuất được, Ma Kiệt Đà sản xuất được, mực Kiều Tà, Cô Sa Lá cũng sản xuất được, nó chỉ có cái chăng là một đây là loại vải tương đối là được sản xuất lúc đó, nhưng mà quý vị để ý trong kinh dịch là vải ngoại quá, nói rõ hơn là theo Việt Nam mình gọi là hàng ngoại, dĩ nhiên là từ Ma Kiệt Đà đi sang bên Kiều Tác La đó thì nó là hàng ngoại thì đúng rồi đó, nhưng mà chỉ là một vải ngoại hóa thì cũng có vấn đề. Bây giờ chúng ta lại nói tới một cái chuyện khác, cái chuyện này là vua Ba Tư Đạt đang đi ngoài đường gặp Tôn giả Ananda, và Tôn giả Ananda đang đi đến cái chùa gọi là chùa Đông Phương Tự, Bất Pa Ra Mát. Chùa Đông Phương Tự này là ngôi chùa của một bà đại thí chủ, bà Visakha Sê Cất và Đức Phật và Tôn giả Ananda đó, thì có vấn đề tâm lý là nếu ban ngày á, nếu ban đêm ngủ nghỉ cái chùa Kỳ Viên thì buổi trưa hay qua bên lòng hồ giảng đường, tức là bên chùa và Visakha, và có khi nghỉ bên đó thì ban ngày về chùa Kỳ Viên, thường chia thì giờ hai bên như vậy, một là để hướng dẫn cho chư tăng và hai là cũng để tạo cái phước duyên cho cả hai vị thí chủ, chứ không liên lạc ở bên nào. Nhưng mà đặc biệt á, là nếu vị nào đọc cái lịch sử của ngôi chùa Đông Phương Tự này, là cái mà hướng đông từ Kỳ Viên và được xây cất trong một cái duyên sự tương đối đặc biệt của bà Visakha, thì trước hôm đó Tôn giả đi và gặp vua Ba Tư Đạt. Cái chuyện mà nhà vua đi ngoài đường mà gặp một vị sư hay vị tôn giả đến Đức Phật, họ thậm chí gặp Đức Phật là chuyện bình thường, nhưng mà cái ngày hôm đó nhà vua gặp tôn giả đó, thấy tôn giả đi trên đường đó ở xa, thì vì tôn giả cũng có cái hình dáng giống như những nhà sư khác, và nhà vua mới họ nói vị quan đại thần tên là Siddhartha đó phải là tôn giả Ananda không, thì vị trả lời đúng, nhìn ở xa thoáng thoáng như vậy thôi. Các nhà vua cũng bị cận sau đó đã hỏi cho rõ, và lúc mà nhà vua gặp tôn giả thì cách đó có một vài ngày thôi, là có một cái sự kiện mà chúng ta gọi sự kiện động trời xảy ra ở trong thành Thá Vệ. Và trước khi nói sự kiện này thì chúng tôi cũng phải nói rõ hơn là thời Đức Phật còn tại thế đó, có hai cái quốc độ lớn ở trong số 16 quốc độ ở vùng Trung Ấn,
chúng ta gọi cái lưu vực của sông Hằng. Thật ra sông Yamuna đó, nó cũng là một cái chi lưu lớn của sông Hằng. Yamuna thì chảy gần tới Vị Tam Ẩn, nhưng mà chúng ta tính được cái lưu vực hay cái châu thổ của sông Hằng thì rất là rộng chứ. Thì trong cái châu thổ sông Hằng có hai cái vương quốc lớn, đó là Cô Xá, chúng ta gọi là Kiều Tắc La, có kinh đô đặt ở tại Xá Vệ, và Ma-ca-thá và Ma-kiệt-đà có kinh đô ở Vương Xá. Thì Phật giáo khởi đi từ xứ Ma-kiệt-đà, nhà Ma-kiệt-đà với thành Vương Xá, với vua Bình Xá Vương và với ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm, thì nhiều đệ tử Phật xuất thân từ Ma-kiệt-đà. Đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài Bụt Kiều Liên, ngài Ma-ha-ca-diếp, ngài Uru-vê-la-ca-sa-pa, vân vân. Và khi Đức Thế Tôn thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, rồi ngày về Lộc Uyển, rồi ngày ngày về thành Vương Xá đó, thì nghiễm nhiên đó, là Vương Xá là một trung tâm Phật giáo buổi sơ thời. Nhưng mà rồi bốn năm sau đó, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó, thì một cái vị thương gia rất là giàu có ở thành Xá Vệ, tức là kinh của sư Cô Xá, là ông Cốc Cô Độc, có cái dịp sang bên Vương Xá, và ông đã gặp Đức Phật, và ông thỉnh Đức Phật về thành Xá Vệ. Thì Đức Phật nhận lời, và ông đã về kiến đạo trong ngôi chùa Kỳ Viên mà chúng ta được biết. Thì thứ vì khi Đức Thế Tôn về thành Xá Vệ đó, thì tương đối hơi khác với ở Vương Xá Thành. Ở Vương Xá Thành đó thì từ ngôi chùa Trúc Lâm cho đến cái am thất ở trên núi Linh Thứ, ở trên đồi Linh Thứ, tất cả đều được xây cất do vua Bình Xá Vương. Nhưng mà cái vị vua ở Xá Vệ là vua Ba Tư Nặc thì lại không có, ở ban đầu không có hảo cảm lắm với Đức Phật, bằng đối với Đức Phật không hảo cảm lắm. Chúng ta nhớ câu chuyện mà nhà vua lần đầu tiên đến chất vấn Đức Phật là có phải là ngài trẻ tuổi nhưng mà ngài không về đứng chào các vị sa môn trưởng thượng nữa. Đức Phật nói có bốn điều trẻ mà không nên coi thường. Đó là lần đầu tiên vua Ba Tư Nặc đọc Đức Phật. Nhưng mà rồi sau đó không lâu thì cả nhà vua và cả triều đình lớn người ở trong triều phần lớn là có cái tâm quy ngưỡng Đức Phật. Và đặc biệt ở Xá Vệ thì có những nhân vật là ông Cốc Cô Độc và Quý Sa Kha, là hai vị đại sĩ chủ, đệ nhất nam cư sĩ, đệ nhất nữ cư sĩ, và đi theo Đức Phật. Ở chùa Kỳ Viên thì có tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Bụt Kiều Liên, và có ngài thị giả Ananda. Và rồi ngoài ra có những nhân vật như Subiya, thì có thể nói rằng Xá Vệ, khi Đức Thế Tôn về đó thì ngài với tư cách là vị pháp vương, ngài có cả một cái triều nghi. Một triều nghi là có một cái ngôi chùa rất lớn, rất đẹp, do một vị phú thương giàu có bậc nhất ở thành Xá Vệ xây cất. Và chẳng những vậy mà ngài có những đại thí chủ, ngài có đầy đủ tất cả những nhân sự của một vị chánh đẳng chánh giác, đó là hai vị thường trú Thiên Văn, hai vị đệ nhất nam cư sĩ, đệ nhất nữ cư sĩ, và vua Ba Tư Nặc và các vị hoàng hậu ở trong cung bây giờ đó là quy ngưỡng Đức Phật. Có một thời kỳ mà thứ vị, bởi vì Xá Vệ, nếu mà ngày hôm nay quý về đó, ai đi hành hương Ấn Độ biết đó, là ở xứ Ma Kiệt Đà, ở Vương Xá coi vậy đó, mà nó rất là nghiệt ngã về thời tiết, rất nóng trong mùa hè và rất lạnh trong mùa đông, thì bị nào có đến Narada đi học thì biết hết. Nhưng mà ngược lại, gần 470 dặm về phía bắc là Xá Vệ đó, thì Xá Vệ gần Hy Bả Lạp Sơn, tương đối là không khí ôn hòa, nó không quá nóng, không quá lạnh, và đó là một bình nguyên trù mật, nhờ một bình nguyên rất là màu mỡ về nông nghiệp, đời sống của con người rất là thoáng, cái dung túng về vật chất, và thời tiết dễ chịu. Vì vậy thời bấy giờ Xá Vệ gần như là kính
từ thành thị tới thôn quê, hình ảnh của các nhà sư đệ tử Phật buổi sáng trùng ý kính mình, rất là trang nghiêm đi vào làm khất thực. Và hầu như ở trên con đường nào, ở trên phố xá nào cũng có những người đàn tính trọn tin Tam Bảo, họ là những thánh cư sĩ tu đạo Phật, và có rất nhiều gia đình thung thành thường ngày chuẩn bị thực phẩm để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Những cái giáo thuyết ngoại đạo khác mặc dù cũng có thịnh hành xá vệ, đặc biệt ở trong đó có đạo trang Nikathana Sambuddha, nhưng mà càng ngày họ càng thu hẹp. Bởi vì đệ tử của Đức Phật về cái phẩm cũng dư lượng nó vượt xa bất cứ đạo giáo nào thời đó. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện ở xá vệ, và đó là nơi mà bậc đạo sư của chúng ta đã trú 24 trong số 25 năm cuối cùng. 24 mùa mưa, ngày không phải ở đó trọn cái năm mà ở mùa mưa, ngày an cư 24 năm. Và phần lớn tặng lục là được Đức Thế Tôn ngài thiết lập ở tại xá vệ. Nơi đó là nơi mà có thể nói là cái nền tảng, cái cơ sở để có một cái luật thống nhất cho tất cả chư tăng. Và thời đó là thời mà người ta không có thông tin như chúng ta ngày nay. Và nếu các tỳ kheo cư sĩ ở xa mà muốn gặp Đức Phật, thường là họ hay hướng về xá vệ. Và khi tỳ kheo ở xa mà nghĩ đến những cái điều luật của Đức Phật ban hành, mới ban hành, thì họ luôn luôn họ nghe ngóng từ xá vệ. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng xá vệ là một cái trung tâm Phật giáo ở cực thịnh, vượt mặt cả Vương Xá Thành thời bấy giờ. Và dĩ nhiên điều này đó nó tạo nên cái sự kiện là nhiều vị giáo chủ ngoại đạo, nhiều cái nhóm ngoại đạo đặc biệt đố kỵ, và họ đủ tìm đủ mọi cách để gọi là triệt hạ uy tín của Đức Phật và chư tăng và Phật pháp Phật giáo, kể cả những cái phương cách, những cái thủ đoạn tệ hại nhất, những thủ đoạn mà chúng ta gọi là tàn độc nhất không có sử dụng. Cái chuyện mà cử một đệ tử đến để tranh luận với Đức Phật, họp với nhau để tìm ra một cách để vấn nạn Đức Phật, vân vân, chuyện bình thường thôi, chúng ta nghe rất nhiều. Nhưng mà họ có những cái thủ đoạn mà ngày nay người ta gọi là một thủ đoạn rất là tàn độc để hại Đức Phật và chư tăng, nhằm mục đích hạ uy tín của Phật. Thì trong trường hợp này họ làm một việc là họ có một cô đệ tử tên là Sundari. Cô này tương đối có nhan sắc, và khi cô này đến cái đền thờ của họ để cầu nguyện đó, thì họ tìm cách họ tạo ra cái nhân của cô này, và sau đó họ thuyết phục cô đó là sở dĩ mà cái đạo giáo mà cô này đi theo mà nó không phát triển được là tại vì có một người mà có nhiều cái ma thuật, đó là Sa-môn Cồ Đàm thứ chỉ Đức Phật. Và do cái ma thuật này, Sa-môn Cồ Đàm đã thu thập rất là nhiều đàn tính, rất nhiều tín đồ, từ vua chúa cho đến bình dân. Và nếu mà không chặn được, không có làm thế nào mà có thể cho người ta thấy cái bản chất xấu của vị này đó, thì Phật giáo sẽ phát triển mạnh. Và phát triển như vậy đó, thì từ từ các cái tôn giáo khác sẽ bị tiêu diệt hết. Đại khái là họ thuyết phục cô Sundari như vậy. Cô là một thiếu nữ rất là nhẹ dạ, rất là hiền lành. Và do vì cô tin hoàn toàn, cô tin hoàn toàn lời nói của các vị ngoại đạo này. Thưa quý vị, rồi cô này cũng làm theo sự hướng dẫn, hỏi là bây giờ phải làm gì. Thì cô không phải làm gì hết, cô chỉ đi chùa kỳ biên thôi. Đi chùa rất thường, đi chùa rồi tỏ vẻ giống như là thân thiện, tỏ vẻ rất là dễ thương, rất khả ái. Nhưng mà đi là đi buổi tối.
giờ vì buổi tối những người cư sĩ họ chờ cái thời gian mát mẻ, họ mang đèn đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì cô cứ đến nhưng với mọi người, đi với mọi người làm sao cho mọi người chú ý. Thì thứ vì từ đó cho kia thì có một cô gái từ Sudari thường xuất hiện vào các cái buổi thuyết pháp buổi tối ở chùa Kỳ Viên, và như cái ánh đèn lọc lòe sáng thì họ nhìn thấy cô là một người rất là khả ái, rất là duyên dáng, rất là đẹp, chào hỏi mọi người ở trong một thời gian nhiều tuần lễ như vậy. Nhưng mà có một việc mà cô này cũng không hề nhận biết được, đó là cái giả tâm đằng sau cái ông đó. Thì cô cứ đến chùa làm theo sự hướng dẫn của bên ngoại đạo, rồi đến một ngày ngoại đạo cho người giết cô này, giết chết cô này. Nhi Sundari không biết là mình bị lợi dụng đến mức độ mà phải bỏ mạng như vậy. Thì thứ gì họ giết chết cô này xong đó, thì họ mới dùng một cách đó là vị nào mà có sang Ấn Độ hành hương thì biết được là cái chùa Kỳ Viên nằm cách cái cổng thành Xá Vệ khoảng 100 thước. Chúng ta có thể đi bộ vô được. Tức là chùa Viên nằm ở ngoại thành, ở trong thành Xá Vệ, thì đó là một con đường tương đối cũng rộng. Và con đường đó là vua đi thường, mình sử dụng thường, thành ra người ta hay quét lá, hay quét rác. Và thời đó không có xe đi đổ rác như bây giờ, mà thời đó người ta chỉ có để giải quyết rác ở trong các cái khu thị tứ. Đó là họ đào hầm xuống, họ chung rác chung tại chỗ. Khi cái hầm ở đây rồi đó, thì bắt đầu họ lót đất lại, họ chung ở một cái chỗ khác. Thì ngoại đạo họ đã để ý sẵn đó, là trên cái con đường mà từ cổng thành Xá Vệ đi ngang chùa Kỳ Viên là có một nơi mà người ta đào một cái hầm tạm thời để đổ rác như là lá cây khô hay là thứ đó. Và cái hầm đó sau thời gian ngắn là sẽ bị lấp lại. Thì họ cho người giết cô Sundari, mặc dù Sundari là người của họ. Họ giết xong rồi thì trong một đêm tối họ cho đem cái xác cô Sundari xuống, bỏ xuống cái hầm rác đó và phủ lá lên. Thì thứ vì vài hôm sau á, thì họ mới tri hô lên là do có một người con gái bị mất tích và không biết đi đâu, và đi tìm, tức là tìm Kusundari, tìm hỏi người này người kia, rồi hỏi thì người ta nói rằng buổi tối đó thấy cô đó có đi nghe pháp rồi có về thôi. Thì cái lần cuối cùng mà mọi người gặp cô là ở chùa Kỳ Viên nghe pháp, tại vì cô đã ở chùa Kỳ Viên nghe pháp xong về buổi tối đó họ giết cô, trên đường về họ giết. Thì như vậy á, do cái sự khâm hỏi đó, từ từ đó, cái đầu mối phăng đến chùa Kỳ Viên. Và chỉ vài ngày sau thì cái mùi của xác chết đó, nó xông lên từ hầm rác, và quân đội đã được gọi đến đó, để đào lên. Thì quả thực thấy xác của Sundari với quần áo, với bộ trang sức như vậy còn nguyên, đang chung một dính dốc lấp lá đó. Và lúc bây giờ thì họ bắt đầu nói rằng như vậy là có chuyện mờ ám, và cái chuyện mờ ám này nó phải phát xuất từ chùa Kỳ Viên mà ra. Từ chùa Kỳ Viên. Và dĩ nhiên Đức Phật đang ở chùa Kỳ Viên, và người ta đặt vấn đề đó là cái việc đó nó phải liên quan đến tăng hoặc là liên quan đến Đức Phật. Thì sao vậy, chưa bao giờ có một cái vụ án tương tự như vậy trước kia. Cái thời đó cái chuyện mà thảm sát ở trong thứ thì họ cứ nói như vậy là có lẽ cô này có cái chuyện gì động đời lắm. Thật ra sau cái chuyện ví dụ gian díu với ai đó trong chùa rồi vì lý do này lý do khác đổ đi, thành cái tin nó đồn lọt xung sao nhiều người ở trong chùa Kỳ Viên, những đệ tử Phật và nhất là những vị thánh tu đạo hồi thì có cái niềm tin rất là mạnh mẽ ở Đức Phật và các vị thánh đệ tử, và để cho nhà vua điều tra. Nhưng mà những người ngoại đạo và những người không có niềm tin mạnh thì hơi hoang mang, không biết tại sao chuyện gì xảy ra. Như người ta nói là không có lửa sao có khói vậy, là thí dụ vậy.
thì cái thời gian mà mọi người đang sống sau đó, đó là lúc vua Patina trên đường đi gặp Tôn giả Nanda, và ở trong cái không khí mà sống sau dư luận ở tại thành xá vệ như vậy. Thứ gì chúng tôi cũng kể nhanh rồi, chúng tôi phải trở lại với nội dung của bài kinh hôm nay, là sau cái câu chuyện này, sau cái buổi đàm thoại này, thì vua Ba Tư Nạc là một vị pháp hoàn toàn đặt để cái niềm tin trọn vẹn ở Đức Phật và Chư Tăng, và nhà vua vẫn tiếp tục cho những người lính, cho những người làm việc nhà vua mà có phận sự điều tra đó, thì chúng ta gọi là thám tử điều tra. Thì cuối cùng những người thám tử này tìm đến một cái, tìm đến phân cái đầu mối, tìm đến được một cái nơi mà những vị thám tử này lén nghe được. Và những cái mà họ đi làm cái công việc giết cô này, và vì họ chia cái tiền thưởng, và tức họ những sát thủ giết cô này rồi đem sát chôn dưới đó, rồi sau đó được bên ngoại giáo trả tiền, và họ đem về họ chia, nhưng mà họ chia không đồng đều sau đó, và họ đã có những cuộc cãi vã ấu đả, và thám tử và lính của nhà vua đã ập vào bắt tất cả, đem về thì những người này khai ra họ được thuê như vậy, mướn như vậy để làm như vậy. Chúng ta có thể gọi là những người này là giống như ngày nay gọi là xã hội đen. Thì công việc được sáng tỏ, và cái nhóm ngoại đạo nó được bị nhà vua trừng phạt rất là nặng nề, đem ra xử tử. Thì thứ gì trở lại câu chuyện này, là nhà vua là một người rất là giỏi ở trong việc đức, và dĩ nhiên là khi nghe câu chuyện đó thì nhà vua không có tin liền, nhưng mà nhà vua không có đặt để là bên này đúng bên kia sai, chuyện có hay không có mà do cho điều tra. Khi mà nhà vua gặp Tôn giả đi ngoài đường thì nhà vua nhận biết, tại vì nhà vua hay lui tới chùa, biết Tôn giả là thị giả của Đức Phật. Và ở đây có cái đặc biệt thưa quý vị, là mặc dù quý vị thường nghe Tôn giả đang ra là một thị giả Đức Phật, có thể là quý Phật tử có một ý nghĩ rằng Tôn giả là nhỏ, Đức Phật lớn, nhưng mà kỳ thật là cái ngày sinh nhật của Đức Phật cũng là ngày sinh nhật của Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda bằng tuổi với Đức Phật. Đức Phật 70 tuổi thì Tôn giả Ananda cũng 70 tuổi. Đức Phật 80 tuổi, Tôn giả Ananda cũng 80 tuổi. Tức là trên viện tuổi là đồng trang lớn. Đồng trang lớn, nhưng mà Đức Thế Tôn thì ngày khổ hạnh, và Đức Thế Tôn ngày sống ở trong rừng sâu núi thẳm rất là lâu năm, thành ra tương đối là sức khỏe của ngài có phần không có thọ, không có mạnh như Tôn giả Ananda khi về già. Tôn giả Ananda đó thì không phải chỉ là một người đồng tuổi với Đức Phật, mà ngài là một vị trí thức, và ở trong số những hoàng tử của dòng Thích Ca đó, của thì Tôn giả Ananda được xem là một người học nhiều, hiểu rộng, bởi lý nhớ phi thường, chúng ta tạm gọi là một sát đế luyện, một trí thức, người trí thức. Và trong cái chuyện trí thức đó thì Tôn giả Ananda lại là một người tương đối là rõ ràng, rõ ràng về nhiều vấn đề. Thì cái tư cách, cái học thức và tuổi tác Tôn giả Ananda đó, nó tạo cho vua Ba Tư Nạc một cái niềm tin là vị này không thể nói dối. Và Tôn giả Ananda ở rất gần Đức Phật, nếu Đức Phật có cái sở hành gì sai quấy đó, thì Tôn giả đã không có kính thương và sống một trọn vẹn đối với Đức Phật như vậy. Quý vị, mình để ý thấy là những cái người mà nổi tiếng đó, họ để cho những người ở gần họ đó là những người gọi là không có nói đâu nghe đó, gọi là như thiên lôi vậy đó, càng mắt nhắm mắt mở càng tốt, hay là không biết chuyện gì càng tốt, chỉ nghe lệnh thôi. Nhưng mà riêng Tôn giả Ananda là người rất là thông tuệ, ngài sắp xếp những cuộc gặp gỡ của vua chúa, của dân chúng, các vị tỳ kheo đều gặp Đức Phật. Và nói một cách khác, Tôn giả Ananda không phải là một người tầm thường, không phải là người thị giả mù quáng. Thì khi đó nhà vua đã nêu lên một câu hỏi về Đức Phật,
là Đức Phật Ngài có những cái sở hành bất thiện nào không? Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng Tôn Giả Ananda có một cái thái độ rất là khác, rất là khác với cách nói thường. Chúng tôi lấy ví dụ, nếu mà bản thân của chúng tôi có một điều gì bị mang tiếng, và có những người Phật tử mà họ thương chúng tôi ở đó, mà họ gặp những người khác họ hỏi về đó, đó thì thường thường họ nói rất là nhiều. Dạ, họ phân bua, chúng ta gọi là phân bua, nói chuyện chuyện kia, nói tràn gian đại hải. Nhưng tôi Ananda thì không. Tôi với anh ta ở trong trường hợp này, khi mà hỏi bua tôi nạc hỏi Đức Phật đó, thì Tôn giả Ananda nói rất ngắn, rất gọn, rất chính xác. Nói vừa cô động, chính xác, bởi là có sự tôn trọng nhà vua, để cho thấy rằng nhà vua phải là người dạy, ngu dạy mà phải nói nhiều. Mà nhà vua là một vị minh quân trị quốc, trị nước, nhà vua có đủ khả năng để hiểu những lời nói. Tôn giả Ananda nói không quá nhiều, mà nói rất là ngắn. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy ở Tôn giả Ananda. Được hỏi như vậy thì Tôn giả Ananda nói rằng Đức Thế Tôn không có làm những cái thân hạnh mà các vị Sa môn và La môn có trí quả thật. Ngài trả lời một cách ngắn như vậy. Rồi Bồ Tát Tư Nặc hỏi tiếp về khẩu hành và ý hành. Thì thưa quý vị, sau đó nhà vua bắt đầu hỏi sâu hơn, ta hơn. Nhưng mà từ cái ý hướng này nó trở thành một vấn đề căn bản hơn. Nó là chuyện thị phi ở bên ngoài, mà nó là cái cơ sở nền tảng của giáo Phật. Là thế nào là thân hành, khẩu hành, ý hành mà các vị sa môn, các vị tu sĩ có trí của thật? Thì Tôn giả Ananda nói một cách cũng rất là cô động, là những sở hành bất thiện. Rồi sở hành bất thiện là gì? Nó sở hành bất thiện là sở hành có tội. Chỉ có tội là sáu ác chá ở đây là bị chê trách. Dạ, sở hành bất thiện sẽ bị chừng. Là hỏi rằng sở hành có tội sở hành gì? Nó sở hành có tội đó là vì nó có hại. Thế nào là sở hành có hại? Nhà vua hỏi thì nói rằng sở hành có hại là sở hành có khổ báo hay có quả khổ. Thì thế nào là khổ hành có sở hành có quả khổ? Thì ngài nói rằng cái sở hành nào mà đưa đến hại người, hại mình hoặc hại cả hai, khiến cho bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm, thì cái đó gọi là cái sở hành có khổ báo hay là sở hành có bất thiện. Nếu chúng ta lời lẽ của tôn giả và con của vua, của nhà vua rất là xúc tích, rất là gọn, nhưng trả lời rất là chính xác, rất là chính xác từng bước một. Và thưa quý vị, ở đây thì nhà vua hỏi thêm một câu sau cùng là Đức Thế Tôn là đoạn tận cái bất thiện pháp rồi, những mình đồng ý. Nhưng mà Đức Phật Ngài có ca ngợi sự thành tựu thiện pháp không? Thì Tôn giả Ananda không trả lời câu đó như là vua hỏi, mà Đức Phật Ngài nói rằng: Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu thiện pháp. Ở đây thưa quý vị, câu hỏi của nhà vua là câu hỏi ngoài da. Dạ, câu hỏi ngoài da. Tôn giả Ananda thì đi xa hơn. Câu hỏi ngoài da tức là hỏi rằng có phải ngài ca ngợi các thiện pháp không? Cái chuyện mà khen và ca ngợi các thiện pháp đó, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dạ, ai cũng ca ngợi được.
tôi biết Ananda trả lời một cách rất là, tôi đừng trả lời từng câu nữa mà ngài nói rất là Như Lai là vì đã đoạn trừ tất cả một thiệt pháp và thành tựu thiệt pháp. Đó là câu trả lời rất là đúng, rất là đẹp. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ nhà vua rất là hoan hỷ lắm. Hoan hỷ là bởi vì nhà vua được nghe một vị đệ tử trí thức của Đức Phật trả lời về Đức Phật, và câu trả lời rất là khéo, rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đọc kỹ lại, câu nào ra tới câu đó, cần nói ngắn thì nói ngắn, cần nói dài thì nói dài, cần trực tiếp thì trả lời trực tiếp, cần gián tiếp trả lời gián tiếp. Và nhà vua hoàn toàn cảm thấy hoan hỷ, nên nhà vua nói lên cái niềm hoan hỷ của mình cũng là một cách nói rất là đặc biệt, một cách nói bằng khẩu khí của một vị quân vương. Nhà vua nói rằng tiếc là tôn giả không có nhận được vôi báo. Nếu mà tôn giả nhận được vôi báo thì tôi sẵn sàng cúng dường vôi báo. Tiếc là tôn giả không nhận được báo. Nếu mà tôn giả nhận được người báo thì tôi sẵn sàng được người báo. Yeah. Tiếc là tôn giả không nhận được một cái khu làng ân tứ, tức là một cái làng mà nhà vua cho mình muốn làm gì làm, mình kể cả mình lấy thuế ở trong làng đó để mình làm của riêng của mình, thì tôn giả không nhận thằng ân tứ như vậy. Rồi do vậy tôi chỉ biết có một điều là tôi có một khúc vải đây là vải ba tích được vua xứ Cô Xá, vua xứ xứ Magatha, vua A Xà Thế gửi sang để trong cái hộp được lọc đó, và muốn cúng dường cho tôn giả. Dạ, yeah. Khúc vải này thì tôi biết Ananda, ngài nói rằng ngài có đủ ba ý rồi, ngài có đủ ý rồi. Thì thưa quý vị, và do cái sự khẩn khoản của nhà vua, cuối cùng là tôn giả đã nhận, và tôn giả đã đem trở về đảnh lễ Đức Phật và dâng khúc vải lên Đức Phật và kể được câu chuyện tại sao có khúc vải đó. Thì Đức Phật này nghe xong và ngài rất là tán thán. Ngài nói rằng vua Vasenadi thật sự là được cái lợi lộc khi được gặp và nói chuyện với một người như Tôn giả Ananda. Nói một cách khác thì qua cái câu khen ngợi của Đức Phật thì Tôn giả Ananda xứng đáng là một phát ngôn viên cho Đức Phật, cho Phật pháp Phật giáo. Tôn giả Ananda xứng đáng là một người thủ kho của chánh pháp và có thể diễn tả Phật pháp một cách rất là chính xác, rất là cô đọng, hàm súc nhưng mà đầy đủ. Và Tôn giả Ananda quả thật là khéo để trả lời thế nào khiến cho vua thỏa mãn. Thưa quý vị, đó là bài điểm về nội dung của cái bài kinh hôm nay. Thì bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được kính thỉnh Thượng tọa tự quyền, nếu Thượng tọa đang ở trước máy và nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cầm bích nói một vài lời ở trong lúc soạn các câu. Không biết Thượng tọa tự quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Dường như Thượng tọa tự quyền không có ở trước máy, thưa quý vị. Đại lý Pháp Tính, Đại lý Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại lý Pháp Tính có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại lý Pháp Tính. Đại lý Pháp Tính cũng không có mặt trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông quan nghị cầm biết nói cho vài lời. Dạ, dạ xin Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ nói một vài lời về cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Đạo Tràng,
chúng ta được may mắn có được một vị chánh biến tri, là một người có thể nói là tài giỏi và cao thượng nhất trên trần gian này. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có những vị chánh biến tri trong quá khứ và trong tương lai có thể nói là đồng đẳng với Ngài. Ngoài ra trên trần gian này không có một người thứ hai có thể ngang bằng với Ngài về phương diện đạo đức, trí tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta rất là may mắn khi một vị chánh biến tri ra đời, thì trong cái quy luật thì người đó có một người thị giả, một người thị giả đó có một cái trí tuệ mà nhớ lại tất cả những lời dạy của Ngài. Và có hai vị thượng thủ thanh văn đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái Ngài Moggallana là một Kiền Liên và Ngài Sariputta là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài một Kiền Liên theo truyền thuyết nói thì Ngài đệ nhất về thần thông. Kính thưa chư vị, không phải nói là Ngài một Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà Ngài Sariputta không có. Thì nếu chúng ta có thể nói là nếu Ngài một Kiền Liên đệ nhất thần thông 100% thì Ngài Sariputta thì đệ là cái người có cái thần thông cỡ 99,99% của Ngài một Kiền Liên. Và Ngài Sariputta là người có trí tuệ đệ nhất, là thượng thủ thánh văn đó, ta gọi là tướng quân chánh pháp đó. Thì Ngài Sariputta không phải không có cái trí tuệ đó, mà Ngài Sariputta có cái trí tuệ 99,99% của Ngài Sariputta. Vì vậy cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta biết được Ngài Một Kiền Liên và Ngài Sariputta thì có thể nói rằng hai người đó, những cái trở hành và trí tuệ của họ thì gần như tương đương với nhau. Bởi vì vậy cho nên tại sao lực như vậy? Kính thưa chư vị, một vị biến tri ra đời thì trong bất kỳ thời gian, thời điểm nào thì đều có những cái người hộ độ như vậy. Có những người hộ độ như ông Cấp Cô Độc và bà Visakha, và có những người như bà Khema và bà Polavana. Thì tất cả những cái sự việc đó ở trong tất cả mọi vị chánh biến tri trên trần gian này đều có những cái người hộ độ và tài năng như thế để phù trợ Ngài. Là khi mà Ngài, khi mà Đức Phật là bận hay là vì lý do gì đó thì Ngài Sariputta hay một Kiền Liên hay là Mahakacchana đều có thể là thay thế để mà giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử khi cần. Vì vậy cho nên những cái điều kiện cần và đủ để một vị chánh biến tri bất kỳ thời nào ra đời đều có nhau như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta không có lấy làm lạ gì khi mà Ngài Moggallana hay là Mahakacchana đã giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử. Rồi Phật tử đem những cái điều đó lại hỏi lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Ngài này nói rằng nếu mà ta trong trường hợp đó ta giảng dạy thì ta cũng giảng dạy đúng như là Ngài Mahakacchana hay là Sariputta hay là một Kiền Liên. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, những điều mà chúng ta được nghe trong kinh do những vị giảng sư trình bày đây là những điều vô cùng quý báu. Vì vậy cho nên chúng ta hãy ráng trân quý giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy được chư tăng trùng tuyên lại, để mà lấy đó làm cái thước đo, lấy cái đó làm cái sự hiểu biết để mà chúng ta noi theo đó, hành theo đó để mà hưởng được cái mà Đức Phật gọi là cái vị ngọt của chánh pháp. Mà cái vị ngọt của chánh pháp là chúng ta không bị nhiễm bởi những cái ô nhiễm trần gian này để mà được thênh thang tự tại trong cái vòng luân hồi này, để một đến một ngày có một vị chánh biến tri sau này để ra đời thì chúng ta sẽ được lọt vào cái võng mạc của Ngài để mà Ngài đến để chỉ chúng ta con đường để chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi, để hưởng cái quả vị niết bàn trong cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta. Kính thưa chư vị, cái giáo pháp mà chúng ta được nghe đó là cái giáo pháp đó có thể nói rằng là khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Và vì vậy cho nên chúng ta phải trân quý và chúng ta phải học thuộc, chúng ta phải nghiền ngẫm và chúng ta phải luôn luôn để tâm. Là bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy rằng cái gọi là quán cái sự chết, nó có thể là giúp ích cho chúng ta để chúng ta
là không có tham đắm trên trần gian này. Cho nên Ngài hỏi chứ vị tỳ kheo là tôi quán cái sự chết như thế nào. Thì kính thưa sư, chưa về lúc đó có sáu vị tỳ kheo, thì Ngài sáu vị tỳ kheo đó nói như thế này: kính thưa Thế Tôn, khi mà con đi khất thực vật, mà khi mà con nuốt được ba hay bốn cái miếng cơm vào trong miệng rồi đó, thì chỉ con nhớ đến lời giảng dạy của Thế Tôn. Kính thưa Thế Tôn, đó là cái điều mà con quán sự chết. Thì người khác cũng nói na ná như vậy, và Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã im lặng nhận lời. Kính thưa chư vị, thế nào là cái điều mà quán sự chết? Đến nay mai con sẽ trở lại. Bây giờ kính thưa sư phụ, con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy. Dạ, con thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa chú, kính thưa sư Nguyên Thông, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tây Quyền nghe được, xin thượng tọa Tây Quyền hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa có nghe được không? Đại đức Pháp Tính ơi, đại đức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính có thể được, dạ, ôi dạ, thấy thượng tọa Tây Quyền rồi. Xin thỉnh thượng tọa Tây Quyền cho đáp án câu trắc nghiệm số 1 và mời quý Phật tử trả lời. Câu nào sau đây đúng theo Phật pháp được tìm thấy trong kinh điển? A. Hành nghiệp bất thiện là những gì đa số lên án, tức là bị phần đông lên án. B. Hành nghiệp bất thiện là những gì bị những sa môn khó trí khiển trách. C. Là hành nghiệp bất thiện là những gì các vị tu sĩ lên án. D. Là hành nghiệp bất thiện là những gì bị người đời nếu. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thưa luật tịnh quyền hoan hỷ cho các bạn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giê Sơ, thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Chào Sư Nguyên Thông. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy có thể nói rằng là cái câu hỏi, xuyên qua câu hỏi này, đúng theo truyền thống của Phật pháp được tìm thấy câu nào sau đây trong kinh điển? A. Hành nghiệp bất thiện là những gì đa số lên án. Đúng như vậy, thì theo tinh thần Phật pháp thì đa số những gì ác bất thiện pháp thì đều được bị ta thán, bị khiển trách, bị không có chấp nhận. Đây là đúng với cái tinh thần Phật pháp. B. Hành nghiệp bất thiện là những gì bị những sa môn có trí khiển trách. Chẳng những các bậc sa môn khiển trách mà những người có trí tuệ người ta cũng khiển trách, và ở một cấp độ bình thường thôi. Những hành động đó như thế thì cái tư cách và cái đó, cái người có hiểu biết, có cái sự phân kỳ phân ly thì rất là lên án nó và không chấp nhận được. C. Hạnh nghiệp bất thiện là những gì các vị tu sĩ lên án. D. Hạnh nghiệp bất thiện là những gì bị người đời đàm tiếu. Nếu chúng ta dựa trên cái tinh thần kinh văn thì chúng ta thấy hành nghiệp bất thiện thì đa số lên án cũng có, nhưng điều dựa trên cái tinh thần kinh văn thì nó là một chuyện khác. Hành nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện là những gì bị những sa môn có trí khiển trách.
ở đây nói đến những vị mà tu sĩ, những người có cái tâm tu, có cái sự khéo nghiêm trì giới lực. Thì đây chính là cái này mà nó dựa trên kinh văn, thì chúng ta kinh văn ngày hôm nay thì chúng ta có cái sự định vị có thể chấp nhận. C, hành nghiệp bất thiện là những gì các vị tu sĩ lên án. Nói chung bất thiện thì nó nhiều chuyện lắm, nhiều việc lắm, thì các vị lên án một cách chung chung. Nhưng cái mà người có trí tuệ, người tu hay là vị tu sĩ có trí tuệ, hay là vị sa môn có trí tuệ, nói vị sa môn ở đây chính là nói đến một bậc thánh có trí khiển trách đó, những hành nghiệp bất thiện nó có cái quả khổ đau lớn. Thì ở đây cho nên vì vậy câu C này chúng ta thấy nó là chung chung, chứ nó chưa có phải là một cách nhất định. Và câu D, hành nghiệp bất thiện là những gì bị người đời tiếu, thì chắc chắn rồi, thì đó nó một cách chung thôi chứ không cách riêng, tính từ cái tinh thần của theo Phật pháp mà chúng ta tìm thấy. Và qua cái bài kinh ngày hôm nay thì xin đáp án chính là câu B. Yeah. Xin chúc mừng Châu Phan cũng B, Phong Lan cũng B, Quỳnh Ngọc cũng B, cô Lạc cũng B, Diệu Giác B, Diệu Quang B, Trần Đạo B, tất cả đã trả lời câu B. Chúng con từng mãn cũng trả lời B. Chúng con kính cung thỉnh quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính dân trường tòa thượng viện. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu dạ, xin thỉnh Đại đức Pháp Tính qua khỉ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Trong bài kinh này, khi nói về quả báo khổ của ác nghiệp, được hiểu với điều nào sau đây? Dạ, khi mình nói cái quả khổ của nghiệp, A là đưa đến hại bản thân, đưa đến hại người khác, đưa đến hại cả hai. B là từ nơi thân hành ấy, từ nơi sở hành ấy, thưa quý vị sửa là từ nơi sở hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng và các thiện pháp thối giảm. C là tạo những gì tạo nên thị phi. Đây là câu A và B đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh để chúng tính một vị cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 2. Dạ, câu trắc nghiệm số 2 này thì thấy quý vị đều chọn đáng đề hết rồi. Dạ. Trong bài kinh này, khi nói về quả báo khổ của ác nghiệp sẽ được hiểu với điều nào sau đây? A, đưa đến hại bản thân, đưa đến hại người khác. Người khác chứ không phải người khác nha quý vị. Bản thân rồi đưa đến hại cả hai. Rồi B, từ nơi sở hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. C, những gì tạo nên thị phi. D, A và B. Vậy thì quý vị chọn câu D không ha? Theo như ở trong bài kinh này đó, thì kính thưa quý vị, đối với cái quả báo khổ của ác nghiệp thì chúng ta nhìn vô là chúng ta cũng dễ dàng nhận ra. Có nghĩa là khi mà một người mà làm ác nghiệp thì chẳng những hại bản thân của mình và nhiều khi còn đưa đến hại người khác nữa. Thành ra đó là do đó mà chúng ta thấy có thêm một cái vế nữa là đưa đến hại cả hai. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta làm một cái ác nghiệp gì đó thì bản thân mình phải chịu cái sự khổ lụy đó, rồi có khi thì người khác có nghĩa là quý vị rằng người khác có nghĩa là người ở xung quanh mình, cũng như là quý vị thấy ở bên Việt Nam có những câu chuyện có đứa con nó sử dụng ma túy đá xong sau đó thì nó giết
những người trong gia đình, cha, mẹ, rồi vợ, rồi con, rồi có khi ông bà luôn, rồi có khi hàng xóm luôn. Thì quý vị thấy rằng là chẳng những cái đứa, cái hung thủ đó phải chịu những cái hình phạt, rồi những người bà con mà sống riêng người ta chịu cái nỗi đau đó nữa. Thành ra đó quý vị thấy rằng là cái nỗi đau đó nó gấp bội, quý vị, nó gấp bội. Bây giờ mà mình thấy ví dụ cái người đó do họ khổ, họ trộm cướp mà giết người, thì mình thấy rằng thì ai làm cái chuyện bất thiện thì người đó bị phải chịu cái sự đau khổ này. Đó thì cái trường hợp đó mình thấy nó bình thường. Nhưng mà cái trường hợp này là một người con trong gia tộc, một người con trong gia đình đã mình mất đi cái người người thân thương mà người ta đã chết. Đau đớn là một cái sự đau đớn rồi. Bây giờ mình nhìn lại cái hung thủ là ai? Con mình, cháu mình. Thì sự đau đớn nó nhân lên gấp bội nữa. Thành ra đó là chúng ta thấy rằng là nói về ác nghiệp là có những trường hợp nó hại bản thân người đó, nó hại luôn người xung quanh, có nghĩa là người khác đó. Đó thành ra đó, những cái việc đó nó sẽ hại cả hai, cả mình và những người xung quanh hoặc là người khác. Thành ra chúng ta thấy rằng đáp án này cũng thích hợp với câu trả lời. Đáp án B, cái nơi sở hành đó thì các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Cái điều này quý vị thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú chúng ta đã gặp đối với hai cái người con của vị Bà La Môn giàu có, trẻ không biết, không lo tu hành, không lo để dành tài sản mai sau, rồi như cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao ốm dần đó. Thì quý vị thấy rằng là nói về cái khi mà chúng ta mà nhúng tay vô bất thiện pháp thì cái thiện pháp nó sẽ bị tổn giảm. Đó cũng như quý vị thấy rằng cái hai cái người con của Bà La Môn, cái vị Bà La Môn triệu phú ở trong cái thành Sa Quá Thi, khi mà bị du đảng nó dụ, nó cho ăn thịt rồi uống rượu, rồi từ từ ca múa hát, rồi quý vị thấy rằng lúc đó không còn tạo được thiện pháp, mà càng dần về sau đi bất thiện pháp, đến nỗi mà ăn xài riết hết tiền, cuối cùng phải đi xin ăn, cuối cùng phải đi xin ăn, rồi có câu khác thì cuối cùng phải gia nhập vào những cái băng trộm cướp, cuối cùng thì bị vô quan truy đuổi. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với các nghiệp mà mình đã làm rồi thì chẳng những mà nó tội lỗi cho mình, mà từ lúc đó thì những cái ác bất thiện pháp nó sẽ tăng trưởng thêm, và những cái thiện pháp nó không được thực hiện nữa, thành ra nó gọi là thối giảm. Còn đáp án những gì tạo nên thị phi, những gì tạo nên thị phi thì cái điều này nó cũng có quý vị, nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái đáp án A và đáp án B. Đáp án A và đáp án B thì nó xác thực, nó đi theo sát nghĩa với bài kinh này hơn. Thành ra do đó mà chúng ta phải chọn cái câu D. Cái câu D là câu A và B đúng, chúng ta phải chọn cái đáp án D. Chúng tôi xin chúc mừng từ Mẫn, các Biên Hòa, Tịnh Thanh, Trần Đạo, Lạc Lê, Quỳnh Ngọc, Công Lan, Từ Bi và chúc mừng Diệu Giác, Châu Phan, và chúc mừng tất cả quý vị nào đã chọn được đáp án D. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Và bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình định chủ tịch. Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có mặt còn ở trước mắt không? Nếu được, Sư Nguyên Thông thì trở lại cho đáp án của trách nhiệm số 3. Thưa, dạ. Dạ mời quý Phật tử trả lời cho cô trách nhiệm số 3.
cuộc đàm luận của vua Vasenadi và Tôn giả Ananda trong bối cảnh đang có sự hoang mang về một nghi án. Câu hỏi và câu trả lời cho thấy điều nào sau đây? A. Vua Vasenadi không hồ đồ, vội tin vội bỏ khi xét án. B. Tôn giả Ananda nói về sự thật, y cứ trên đạo lý chân thật, chứ phải chân thân thì phải chân thật, chứ không phân vua cầu cạnh hay tỏ ra phiền não. C. Giữ thái độ bình tâm sáng suốt trước những hoang mang công lược thì mới cho cái nhìn chính xác. Đây là cả ba câu trả lời đều đúng. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh chư Nguyên Thông Hoan Hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ đáp án cho các câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 hỏi rằng cuộc đàm luận giữa vua Vasenadi và tôn giả Ananda trong bối cảnh đang có sự hoang mang về một nghi án, câu hỏi và câu trả lời cho thấy điều nào sau đây? A. Vua Vasenadi không hồ đồ, vội tin vội bỏ khi xét án. B. Tôn giả Ananda nói lên sự thật y cứ trên đạo lý chân thật chứ không có phân bua cầu cạnh hay tỏ ra phiền não. C. Giữ thái độ bình tâm sáng suốt trước những mang công luận thì mới cho chúng ta thấy cái nhìn chính xác. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, cái câu hỏi, câu trắc nghiệm số 3 này chúng ta thấy được một điều rất là thú vị. Kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, vua Vasenadi là một vị vua không có cái trí tuệ, không có phải là có người như là vua Bình Sai Vương Bimbisara đã chứng được tu đà hoàng và có cái trí tuệ và có sự sáng suốt. Nhưng mà trong cái câu hỏi này thì chúng ta thấy là trong cái bài trả lời và câu hỏi có vua Vasenadi hỏi ngài Ananda để tìm hiểu coi thế tôn của chúng ta như thế nào, thì nơi đây chúng ta mới thấy rõ ràng vua Vasenadi này là những câu hỏi cho thấy ông vua Vasenadi này là không có hồ đồ mà vội tin hay là vội bỏ để khi mà xét án, là vì để tìm ra cái sự việc mà cái người nào giết, tại sao cái cô thiếu nữ đó đã bị giết chết như vậy. Ở đây thì khi mà ông vua hỏi ngài A Nan, và qua sự trả lời của ngài A Nan mà chúng ta nghe sư phụ giảng đẳng giảng vậy hồi nãy thì chúng ta thấy rất là hay, rất là chính xác. Và phải công nhận câu hỏi của vua Vasenadi là rất là có trí tuệ. Và ngài A Nan đúng như là sư phụ giáo đẳng nói là xứng đáng là một người thủ kho của chánh pháp. Và lời trả lời của ông ngài A Nan thì nó đi thẳng vào vấn đề và không có nói dông dài hồ đồ để cho người ta có thể là không hiểu rõ cái câu trả lời của ngài A Nan. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái nếu mà nói là vua Vasenadi không hồ đồ, không bội tin vội bỏ khi xét án là đúng ý là như vậy. Rồi câu B, tôn giả Ananda nói lên sự thật y cứ trên đạo lý chân thật chứ không phải là phân bua cầu cạnh hay tỏ ra là phiền não, thì rõ ràng là cái một cái người giúp đỡ hay là một người mà cận kề Đức Phật mà có những cái thái độ, những cái lời nói và có cái sự hiểu biết chính xác là như vậy, quả thật là xứng đáng là một vị thị giả của Thế Tôn. Cho nên là tôn giả Ananda nói lên sự thật y cứ trên đạo lý chân thật chứ là nói mà không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là điều đó cho chúng ta thấy là cái giá trị và tư cách của ngài A Nan nó là trong sáng như thế nào. Câu số 3 là vẫn giữ thái độ bình tâm sáng suốt trước sự hoang mang của công luận, thì do đó cái thái độ đó, những lời lẽ đó thì chúng ta thấy rằng ngài A Nan có một cái thái độ rất là chính xác.
Và do đó thì cái câu D nói rằng cả ba câu trên vừa đúng. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, khi một câu hỏi mà đã câu trắc nghiệm anh Đoạn đưa ra đó, thì sư phụ Giác Đẳng nói là mời chư Phật tử trả lời. Thì một loạt xuống thì chúng ta thấy là Diệu Quang, Huệ Ngọc, Tâm Từ, Hoa Nguyễn Giác, Tuệ Thành hay là Trần Đạo, Từ Bi đều trả lời câu D là câu trả lời đúng đắn ở đây. Do đó chúng ta thấy là Phật tử trong rung này thì con thấy từ xưa nay rất quả là xuất sắc. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm câu hỏi số 3. Dạ, con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Xin mời sư phụ cầm mai. Xin truyền sư Nguyên Thục. Sư Tô Tây Nguyên, sư Tô có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh sư Tô Tây Nguyên hoa khỉ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Một lần nữa sẽ được hỏi sư Tô Tây Nguyên, sư Tô có nghe được? Dạ. Thưa quý vị, chúng ta có nói đến ba cái nghiệp là thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. Như vậy thì ý nghiệp ở trong bài kinh này đề cập đến cái gì? A là ý nghiệp là giáo quan thứ 6. B là tư duy với tham ác, sân ác, tà kiến ác. C là ý nghiệp nằm đằng sau thân nghiệp và khổ nghiệp. Ví dụ như mình nói và mình làm cái gì bằng khổ nghiệp, bằng thân nghiệp thì đằng sau nó có cái ý, có phải là cái đó là ý nghiệp không? D là ba câu trên đều sai. Mời quý vị trả lời và kính chỉnh sự đoạn từ người quan nghiệp cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Giờ thưa thì chúng được nghe rõ không ạ? Quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4, như là ký hành bất thiện trong Phật Pháp chỉ cho điều nào sau đây này? Giác quan thứ 6. Kính thưa quý vị, giác quan thứ 6 tức là có một cái gì đó mà nó như là một cái thực quan, nó báo cho chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể biết trước chuyện vui, chuyện buồn gì đó, người thân của chúng ta, vợ chồng, con cái, thầy tổ, sư đồ gì đó vân vân. Nó có chuyện gì không vui, bất ổn vân vân thì cái đó chúng ta gọi là cái giác quan thứ 6. Hay là nó có một cái gì gì đó nó là lạ, nó ngộ ngộ, mà cái giác quan đó nó tính theo cái khoa học thì kêu là giác quan thứ 6, tức là nó có ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi này, thì trong đó nó có một cái mà nó vô hình, thì cho như là một giác quan thứ 6. Thì cái ý nghiệp nó không phải là cái như thế, cái ý hành nó không phải là như thế, thì là câu B, câu A này là sai. B, tư duy với tham ác, sân ác, tà kiến ác. Cái ý này nó cũng có không chỉ riêng tư duy với tham ác, thân ác, sự ác, mà nó có thể là thân hành thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, hoặc là nó có thể ý này nó có thể với vô tham, với vô sân và với chánh kiến. Cho nên không chỉ là tư duy đối với ác không, mà cũng có tư duy đối với thiện. Cho nên nếu mà hỏi như thế này thì chúng ta bác câu B là nó không đúng. Bởi vì tâm này nó làm chủ. Nó có thể nếu được khởi hành động ác. Mà chúng ta nghe cái câu pháp cú kinh vậy rằng Mano Bupanga Má Tham Ma Mano Sita Mano Maya Mana Sake Paduthena Phá Sati Va Karo Ti Va Tát Tôn Đúc Kham Quỳ Tí. Còn tức là nếu nói hành động ác thì đau khổ Đúc Kham Qua Qua hai tù ba đằng, tức là như bánh xe nó lăn theo thì con vật cái theo xe. Còn ý tâm ý dẫn động, ý làm chủ tâm, ý tạo tác, nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, như thì bóng không được hình cha gia qua qua hạ tù ba đằng. Thì như thế thì nó là có hai lý chứ không phải là có một lý, mà có nghĩa là tư duy hay là tâm liên quan đến tham ác, tâm liên quan có thể đến là vô tham, tâm có thể là sân ác, ở đây tâm tức là vô sân,
tâm nó là tà kiến ác, thì tâm có thể nó cũng hướng tâm đến chánh kiến. Thì đây chính là cái câu sai. C. Ý nằm sau thân nghiệp và khẩu nghiệp, nó sai rồi, chúng tôi vừa nói. Dẫn đầu Manopapang Gama Thamma, thì ý nó dẫn đầu các pháp chứ không đi sau được. Cho nên câu C này là sai tuyệt đối. Và câu D, ba câu trên đều sai. Đây chính là câu đúng. D, cả ba câu trên trong câu hỏi này. Cho nên chúng tôi vừa phân tích qua ba cái câu như vậy, thì chúc mừng Châu Phan là D, Diệu Giác là D, Diệu Quang là D, có cả Biên Hòa tức là cũng D, Meta Chitta là B, Bộ Phật. Từ Bi là D, Hoa Nguyệt là D, Cô Lạc là D, Trường Đạo là D, tất cả đã trả lời D. Chỉ có một người đó là Meta Chitta là B thôi. Dạ. Cô xin đáp án là câu D. Còn kính cung thỉnh thường ta quay trở lại, nếu có được việc của một tốt thì kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư. Sa thú sinh là chuyên thường đoạn kế quyền. Thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rõ về cái khi mà chúng ta nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Dạ. Thứ nhất là ý nghiệp không phải là cái biết của ý mà ngoài ngũ sắc. Dạ, thì chúng ta nói là nhãn nghĩ thị thiệt thân ý. Rồi thì cái ý là ý thức hay là ý thức giới. Thì cái ý đó đó ở ngoài từ giác quan thứ sáu, ngoài năm cái là thị giác, chính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác, thì ở đây ý nghiệp không phải là không phải đối với giáo hoàng thứ sáu như vậy. Và cái ý nghiệp ở đây không phải là cái ý nằm sau thân nghiệp và khẩu nghiệp. Ví dụ như là một người ăn cắp, nhưng ăn cắp thì có cái ý sau ăn cắp, nhưng cái ý ăn cắp nó không gọi, không gọi là ý nghiệp mà chỉ là thân nghiệp. Đó là một phần của cái thân ngã nghiệp thôi. Cái gọi là ý ác nghiệp, nó là một thứ tư duy mà nó đi với ba thứ, đó là tham ác, sân ngã và tà kiến ác. Thí dụ như là mình thích một cái một món đồ gì đó, hay là thí dụ như một người mà họ được nghe người ta để lời một cái bảo hiểm cho mình, khi mình chết cho mình là thừa tự cái bảo tài sản đó, thì mình nghĩ là mong người đó chết sống để mình được hưởng, cái đó là ý ác. Dạ, ý ác. Hay là mình vì tham cái gì đó mà mình mong cái điều bất hạnh xảy ra đến cho ai đó để mình hưởng cái đó, đó gọi là tham ác. Cái đó là phải cẩn thận. Và cái sân của vậy, dạ, ví dụ như mình ghét một người nào thì cái ghét nó không gọi là ý ác nghiệp, nó là ý bất thiện thôi chứ gọi là ý ác nghiệp. Nhưng mà khi mà cái ý mà mình ghét người nào mong cho người đó bị tai nạn hoặc chết đi, bị bệnh dịch hoặc chết đi, hay là bị lý do nào đó mà tán tài sản v.v. cái đó là ý ác nghiệp. Và cái mà mình hiểu sai thì nó chưa gọi là ý ác nghiệp, nhưng mà do mình hiểu cái tà kiến của mình, và vì cái tà kiến của mình mà mình muốn giống như ngày xưa có những người họ đi truyền đạo, và vì họ quá tin vào Thượng Đế, và ai mà nghe họ thì họ để sống mà không nghe họ giết chết, cái đó gọi là tà kiến ác. Thật ra khi mà gọi là ý ác nghiệp thì nó phải là nặng lắm, chứ nó không có đơn giản bình thường. Chúng tôi hy vọng quý vị nghe chúng tôi kịp là ý ác nghiệp không phải chỉ là phiền não bình thường, mà ý ác nghiệp đó nó phải đi với tham ác, với sân ác và tà kiến ác. Thật ra quý vị nên cẩn thận cái câu trả lời ở đây là câu B. Bây giờ thì không biết đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính còn ở trước máy, giờ sẽ đề Pháp Tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 5. Sở hành hiền thiện theo Phật pháp liên quan đến điều nào sau đây?
A, sở hành nào không có tội. B, sở hành nào không có hại. C, sở hành nào có lạc báo. Đây là cả ba câu trả lời đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính trình để được tính quan hệ cho các bạn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào toàn thể quý vị. Qua câu trắc nghiệm thứ năm này thì chúng ta mới biết được thế nào mà mình sống hiền thiện. Thật ra thì ở trên cái cuộc đời này, có nhiều người ưa thốt lên những cái lời nói này. Có nghĩa là người ta nói rằng ôi thôi đời tôi không cần phải tu, tu chi cho nó mệt, ở nhà tôi sống hiền thiện hoặc là ăn hiền ở lành rồi này kia, ở lành rồi này kia cũng được rồi, cần gì phải đến chùa tu. Nhưng mà khi mà hỏi họ ngược lại đó, sống như thế nào mà được gọi là hiền thiện, hoặc là sống như thế nào mà gọi là ăn hiền ở lành, thì họ sẽ trả lời đâu đâu không. Có nghĩa là trả lời vòng vo, chứ nó không có đi vào một cái chi phần, một cái cụ thể rõ ràng. Thành ra qua cái câu trắc nghiệm này mới cho chúng ta thấy rằng là như thế nào mà được gọi là một người sống hiền thiện, có sở hành hiền thiện. Thứ nhất là cái sở hành của người đó là không có tội. Có nghĩa là mình suy nghĩ cái vấn đề gì đó, hoặc là mình nói lên cái gì đó, hoặc là mình làm một cái hành động gì đó, dù cho đó là cái người thân hay là người xa mình, hoặc là người thấp kém, ngay cả những cái chúng sanh mà nó thuộc về loài phi cầm khổ thú của bệnh, chúng ta cũng không làm cái chuyện gì đó mà nó có tội. Ví dụ như đối với những con vật, chúng ta cũng không có hành hạ, cũng không có hành hạ, dù cho nó là một cái con vật đó là loại phi cầm, có nghĩa là cái loại mình nó nhỏ đó, nó không đáng kể, mình cũng không làm những cái điều mà tai hại đến những cái chúng sanh đó, dù cho nó là một cái chuyện nhỏ. Thì như vậy đó thì mình mới gọi là mình sống hiền thiện. Rồi đáp án B, cái sở hành nào không có hại. Sở hành nào không có hại. Nhiều khi đó chúng ta thấy rằng mình nghĩ rằng cái chuyện mà đánh đập hoặc là giam cầm hoặc là tra tấn người kia, thì chúng ta mới nghĩ rằng là cái điều đó là mới là hại. Nhưng mà quý vị thấy rằng những cái lời nói mà làm xúc phạm vào cái tâm người nghe thì cũng gọi là cái sở hành có hại. Thành ra nếu mà mình nói là mình sống hiền thiện thì quý vị thấy rằng đối cả, ngay cả khi mà chúng ta đối diện với những cái loài bàn xanh cũng vậy, chúng ta cũng không có nói lên những cái lời mà nó nặng nề. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong quá khứ Bồ Tát của chúng ta thấy cái con bò nó kéo xe, con bò nó kéo xe, khi mà nói nặng đó, thì nó cũng không kéo, nó buồn nó cũng không kéo quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái loài như ở trong thời nay đó, quý vị thấy rằng có những con chó nó chúng tôi cũng thấy rất là lạ, khi mà mình nói nó đàng hoàng đó, thì nó mới ăn, còn mà mình nói nặng nó cũng ăn nữa quý vị. Thành ra có nhiều cái ở trong cái thời nay đó, chúng tôi cũng không hiểu, mình chỉ phỏng đoán theo ở trong Phật giáo thôi. Ở trong Phật giáo thì nói rằng là những cái chúng sanh nào đó mà có bố thí đó, mà nhưng mà vướng vào những cái ác nghiệp, thì những cái chúng sanh đó có thể là sau khi thân ngoại mạng chung, nếu mà sanh làm cái loài thú đó, thì là cái loài thú mà cũng như là nó được đầy đủ về cái dung sắc của nó, cũng như là cái sắc tốt đó, rồi cái sức khỏe của nó vân vân, nó có nhiều cái lợi thế do cái sự bố thí. Nhưng mà cái mà ác giới thì nó sanh làm cái loài bạn sanh. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong thời nay mình được
có internet, nào mình coi từ ở nước này nước kia, mình thấy có những cái gia đình người ta nuôi những con thú mà người ta cho sống chung ở trong nhà, ngủ chung ở trên một cái giường, hoặc là thức ăn của nó là cũng đầy cái tiêu chuẩn đồ đàng hoàng. Đó thì là do đâu quý vị? Là do những cái chúng sanh chúng tôi, nếu mà căn cứ theo trong kinh điển là những cái chúng sanh đó do có bố thí, có nghĩa là nhờ cái phước bố thí nó nâng đỡ mà có cái chú xứ hoặc là có cái đời sống như vậy. Nhưng mà do cái ác giới thành ra sanh làm cái loài bàn sanh đó. Vậy thì đối với những cái loài đó, đó quý vị thấy rằng mình nói nặng nó cũng ngăn nữa. Mà mình kêu tên nó phải đặt tên nó đàng hoàng, rồi kêu nó lỡ ăn giống như là mờ nó nó mới ăn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi nói ra câu chuyện này để chi? Để đối với cái loài những cái chúng sanh đó thấp kém như vậy đó, mà mình cũng mình nói nặng nó mình nó cũng ăn nữa đó, thì quý vị thấy rằng đối với, nếu mà mình là một cái người hiền thiện sống theo Phật pháp đó, thì đối với những cái loài đó mình cũng không có làm cái điều gì mà cho cái chúng sanh đó nó có cái sự đau buồn. Cũng có nghĩa là mình là người hiền thiện thì dù chúng sanh nào mình cũng có cái sở hành là không não hại đó. Cái đáp án C đó, sở hành nào có lạc báo, có nghĩa là có quả báo lạc đó, thì nếu mà mình nói mình là người hiền thiện, mình phải biết làm những cái điều gì đó, lời nói mình lời nói dịu ngọt, dịu ngọt mà do do tâm do cái tâm sở vô tham vô sân nó tác động đến cái lời nói của mình, có nghĩa là mình nói cái lời nói dịu ngọt thực tâm với mình, thực tâm mình muốn cho cái người nghe người ta hoan hỷ ở tâm, sẽ thông cảm đi thẳng vào tim người, tim người nghe, thì những cái lời nói đó mới thật sự là lời nói dịu ngọt đó. Vậy thì cái sở hành mà có quả báo lạc á, mà của người hiền thiện ở trong Phật giáo, thì chúng ta phải phải có những cái lời nói hoặc là thân của chúng ta có những cái hành động thiền, ý của chúng ta nghĩ những cái điều thiền. Quý vị thấy rằng ở trong cái ý của mình coi những cái quan trọng, một con gà mái nghe chư tăng tụng kinh Bali cũng hoan hỷ theo cái âm thanh đó, hoặc là những con dơi nghe chư tăng tụng đọc kinh tứ niệm xứ cũng hoan hỷ, dù rằng không hiểu nhưng mà vẫn hoan hỷ. Thành ra có những cái quả báo lạc, có nghĩa là được sanh về cõi trời mà sau đó sanh lại làm người đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta nói là chúng ta người hiền thiện, sở hành hiền thiện ở trong Phật giáo, thì chúng ta phải có những cái sở hành như vậy. Thứ nhất là không có tội, thứ hai là không có hại, thứ ba là có quả báo lạc. Thành ra chúng ta mới gọi là cái sở hành hiền thiện. Vậy thì chúng ta chọn cái câu D làm đáp án của câu trắc nghiệm số 5 này. Xin chúc mừng Châu Phan, Hồng Lan, Giác Minh, Trần Đạo, Tuệ Thanh, Ngạc Lê, Diện Giác, nhà Từ Bi, Huệ Ngọc, Mét Tá Chí Tá. Và chúc mừng tất cả quý vị nào đã chọn được đáp án D. Chúc mừng quý vị. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Sao thuộc cái trường đại đức thứ thì lẽ ra thì chúng tôi nói điều này vào buổi tối, nhưng mà vì có một số vị không có mặt ở trong chương trình buổi tối được, nên chúng tôi muốn dành ít phút còn lại để nhắc tất cả quý Phật tử là đại dịch Corona đang lan tràn khắp nơi, và bây giờ nó gần như là cả thế giới, từ Trung Quốc và một số các nước Á Châu thì đang rơi vào trong tình trạng gọi là vỡ trận. Vỡ trận có nghĩa là bởi vì người ta quá ý lại, người ta quá coi thường. Như ở tại Hoa Kỳ và tại Anh Quốc, cách đây khoảng tuần lễ thì Tổng thống ở Hoa Kỳ như Thủ tướng của anh Boris Johnson vẫn xem đại dịch là cái gì đáng lưu tâm lắm. Dạ, tức là kinh tế nặng hơn, nhưng mà đại dịch thì có đó, nhưng mà nó không có nhiều.
Bây giờ thì đã có những dấu hiệu mà bắt đầu thấy chuyện đó trầm trọng. Ví dụ như Tổng thống Donald Trump, ông đã nói cái cảm giác của ông khi ông nhìn thấy cái xác chết đựng trong những cái bao thư rác màu đen ở tại bệnh viện New York, một điều ông chưa từng thấy, tại ông ở gần đó. Và chính phủ cũng cho biết rằng cái sự lây nhiễm có lên tới hàng triệu người, và số người chết ở tại Mỹ chắc chắn sẽ lên tới hơn 100.000 người. Dạ. Thì hiện nay thưa quý vị, con số lây nhiễm ở Mỹ chính thức là chỉ có 150.000 người. Sáng hôm nay hơn 150.000 người. Nhưng mà nhắc lại đây là một số rất nhỏ, là ở trong số những người được kiểm nghiệm. Dạ, được kiểm nghiệm. Còn cái số người đã lây bệnh, đã ủ bệnh, đang ủ về bệnh và chưa được kiểm nghiệm, nó có thể lớn gấp 10 lần con số đó. Và cho đến giờ này, các tiểu bang vẫn chưa có áp dụng một cái biện pháp triệt để như là ở tại Ý, tức là hoàn toàn cách ly, mà người ta vẫn tự do đi lại, mặc dù các nhà hàng không được mở cửa hay là không tụ họp dưới 10 người. Nhưng mà thứ gì còn, người ta chưa có đủ sự khẩn trương, bởi vì vệ binh quốc gia vẫn chưa đủ, cảnh sát vẫn chưa đủ, và những cái thiết bị về y tế cho những nhân viên y tế, nhân viên y tế đã không đủ rồi, thiết bị y tế không đủ, và tất cả những bệnh viện đều sẽ quá tải, và người ta sẽ bị lây nhiễm, trong tương lai sẽ bị cô lập ở tại nhà, thì chữa trị tại nhà, đó là tình trạng xảy ra như bệnh Ý. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị Phật tử đang nghe chương trình cố gắng để ý một điều rằng mình không phải chỉ chuẩn bị có thức ăn và thực phẩm, mà nên chuẩn bị cho cái điều kiện gọi là bạo loạn. Nhờ bạo loạn, tại vì một khi mà ở một cái thành phố quá rộng lớn và khi nó xảy ra chuyện gì đó thì không có đủ cái nhân viên tư pháp để mà bảo vệ hết tất cả. Giờ quý vị thấy như ở California và vậy, khi mà nó xảy ra bạo loạn ấy, chính quyền can thiệp không đủ và không nổi. Và do vậy những nơi nào mà chúng ta ở ngoài cái chuyện mà chuẩn bị cho vấn đề lây lan đó, thì chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Và chúng ta, ông Anthony Fauci, ông có nói một điều rằng đối với bệnh dịch đó, không bao giờ đi sau đó. Dạ, mình phải nghĩ trước đó và mình nghĩ nhiều hơn. Dạ, thà là mình chuẩn bị nhiều hơn thì nó dư, và thật ra nó có phí, nhưng mà chuẩn bị sau đó, tức là nó đến đâu mình lo đến đó đó, đó không phải là một thái độ khôn ngoan đối với chuyện bệnh dịch. Dạ, chúng tôi không muốn quý vị phải hoang mang, nhưng mà đây là một vấn đề rất là cẩn trọng. Và hiện nay là ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu đã đặt vào trong vỡ trận, có nghĩa là sự lây lan nó vượt ngoài sự kiểm soát của mọi người, có nghĩa là bệnh viện quá tải, những dụng cụ y tế không đủ để cho các nhân viên y tế, kể cả bác sĩ và y tá, có nghĩa là khẩu trang và những biện pháp an toàn không đủ. Chúng ta chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là mọi người ở nhà tự cách ly lấy, đó là cái niềm hy vọng sau cùng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta ở nhà là an toàn. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta chỉ nghĩ đến bệnh dịch, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến sự nổi loạn của những người nghèo, của những cái khu mà lợi tức thấp, và có những người mà họ bị giam, họ bị cầm quá lâu, họ loạn. Và điều đó nó sẽ tạo nên bao nhiêu sự hỗn loạn khác. Tuần lễ này đó, The Wall Street Journal cảnh báo là tuần lễ này đó sẽ là một cái tuần lễ rất là quan trọng đối với nền kinh tế của Mỹ. Tại vì thưa quý vị, 2-3 tuần lễ vừa qua rồi, bao nhiêu người thất nghiệp. Tuần lễ trước đã có hơn 3 triệu người ly khai thất nghiệp, tức là cái số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ hiện tại đã lên tới hơn 5 triệu người trước đó, và do cái bệnh dịch tạo nên. Và cái sự trợ cấp của chính phủ gửi tiền đến cho mọi người ít nhất là 2-4 tuần lễ nữa là mau nhất mới nhận được tiền. Thì đó là cái tuần lễ này make or break, nghĩa là những người mà sống bằng cái tiền lương hàng công nhật, lương hàng tháng, cái chất nào sống chất đó, họ sẽ rơi vào tình trạng thiếu thốn. Và ở đâu mà có nghèo đói thiếu thốn thì tôi biết là ở đó có bạo loạn, và chưa có một cái biện pháp nào khả dĩ đáp ứng cho một cái quy mô rộng lớn về đại dịch. Chúng ta nói đến cái ảnh hưởng của bệnh dịch, ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của kinh tế, ảnh hưởng của tâm thần, dạ, rất là nhiều phương diện. Do vậy, mỗi chúng ta phải đặt một câu hỏi, ở trong trường hợp có bạo loạn, thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì cần thiết để mang theo, cái gì cần thiết
để lưu giữ những nơi mà thích hợp. Bởi vì thưa quý vị, nó đủ thứ chuyện hết, nó hàng trăm muôn ngàn thứ khác nhau. Do vậy chúng tôi mong rằng tất cả chư tăng và Phật tử dù ở nơi nào, phải ở đâu, sống ở đâu, cũng nên có một sự cân nhắc, xem thường đừng dễ ngươi. Cái lý do mà ngày hôm nay bệnh dịch tràn lan đó là do cái thái độ dễ ngươi của chính phủ, dễ ngươi dân chúng. Dễ ngươi của chính phủ đó, là người ta nghĩ cái bệnh này nó tệ hơn bệnh cúm nữa, nó không có bằng bệnh cúm. Dễ ngươi của chúng là bệnh dịch đã lan tràn rồi, nhưng họ đi ra ngoài đường tụ năm tụ ba đi một cách rất là bừa bãi. Chúng ta sẽ trả một cái giá rất đắt, sẽ trả một giá rất đắt cho bệnh dịch này. Và ngay Tổng thống Donald Trump là người xem rất thường bệnh dịch, nhưng mà ông cũng phải lên tiếng tối hôm qua là sẽ phải đặt tình trạng cách ly đến cuối tháng 4 này. Và cái số người sẽ lên, nếu mà ở Mỹ mà chết 100.000 người đó là kể như mình đã làm khá lắm rồi. Đó là câu nói của ông Trump. Do vậy xin tất cả mọi người, và dù quý vị ở trong hoàn cảnh nào, cũng cố gắng bảo trọng chính mình. Ở đây chúng ta dùng cái chữ rất là khi mà nó là bảo trọng. Bảo trọng là mình đặt vấn đề gìn giữ tốt, chăm sóc tốt cho mình, tức là chăm sóc cho những người thân của mình. Đừng làm anh hùng, ở đây không có chuyện gì anh hùng hết. Chúng tôi có nhiều vị nói rằng tại sao mình tu rồi còn sợ chết, tại sao mình tu rồi phải lo tới đâu hay tới đó. Thái độ đó không phải là thái độ tốt trong thời bệnh dịch. Khi mà mình bị lây nhiễm, khi mà mình bị có vấn đề gì, không phải chỉ hại cho mình mà hại những người thân xung quanh mình. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị ở chung nhà, rồi mình anh hùng, mình đi ra bên ngoài, mình lây nhiễm rồi trở về, rồi mình đem cái chuyện đó cho những người thân của mình. Cái chuyện đó không phải là một ý kiến tốt. Cái người tu á, một người học Phật pháp hiểu đó là mình sống thế nào ngoài sự bình an cho mình và đem sự bình an cho những người xung quanh mình. Quý vị nên đặc biệt rất cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân của mình, cả hai phương diện, sức khỏe cũng như là nội tâm. Sức khỏe đó thì cần phải tránh lây lan càng tốt. Chúng ta phải đặt lại quan niệm cái vệ sinh hoàn toàn và đời sống tinh thần phải đủ vững. Và chắc chắn một điều rằng sẽ trải qua một đại dịch lớn chưa từng thấy được lịch sử gia tộc. Chúng ta sẽ phải đối diện với một điều rằng kinh tế sẽ đi đến đại khủng hoảng. Đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả công sự đóng cửa trong một tháng, hai tháng, ba tháng mà không ảnh hưởng được, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Hiện tại bây giờ cái mức cung mức cầu nó đại, nó đã xảy ra như thế nào, biết Phật tử có thấy rằng Âu Châu họ rất ghét, rất là bực bội khi họ lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà hiện giờ bây giờ họ phải cầu cứu Trung Quốc. Tất cả những dụng cụ y tế, khẩu trang của phần lớn Âu Châu bây giờ phải mua từ Trung Quốc về. Có bao nhiêu hàng giả họ cũng phải mua thôi, ngậm bồ hòn mà phải mua thôi. Tại vì lý do tại sao họ không có chuẩn bị điều đó. Chúng ta đã rất lơ đễnh. Và mặc dù có một số các chuyên gia cảnh báo trước là đại dịch sẽ xuất hiện và sẽ đe dọa, sẽ hoành hành, sẽ lan rộng ra thế giới. Nhưng mà câu nói đó người ta vẫn lơ là. Cho đến ngày hôm nay, một số lớn những người trẻ vẫn lơ là với ngày ở tại Hoa Kỳ và tại Âu Châu. Và do vậy, xin tất cả chúng ta cố gắng cẩn thận. Nên nhớ một điều rằng, mình thương những người thân của mình là mình chăm sóc tốt cho mình. Và muốn chăm sóc tốt cho mình thì mình phải có đủ cái sự vững tâm, đủ cái sự tỉnh táo, bình tĩnh. Đừng xem thường. Cái thái độ xem thường đã bắt chúng ta phải trả một giá rất đắt. Do đến giờ này đã thấy điều đó, chứ đừng nghĩ rằng cái chuyện đó nó đơn giản. Thì chứ tôi không muốn để cho tất cả quý vị lo lắng, hoảng sợ. Lo lắng không phải là một điều tốt, hoảng sợ, hoảng loạn không phải là điều tốt. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rất rõ. Mình có vấn đề mà không ý thức rõ vấn đề của mình đó, thì trở nên rất là tai hại. Thì cầu mong rằng tất cả chúng ta có đủ cái sự bình tâm, sáng suốt và chuẩn bị cho những gì cần thiết. Xin trân trọng cảm ơn quý ngài và quý vị. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Sa thuộc là thay thượng tọa giác đẳng. Con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vì mở dặn dạy Phật. Phật còn tiếp bước mong đem lại an lạc trong đời sống.